Vâng, hello, xin chào tất cả các bác. Quay trở lại với cái đồ của em. Thì Hôm nay em có một cái sản phẩm mới, kiểu là mới mua, em đã test thử qua, nó rất là ok luôn. Đây là cái chiếc máy cưa. Em mới mua cái giá công khai của nó là 1,5 triệu mua ở dưới chỗ em. Thì hàng này là hàng không gửi ngoài quê nhé, em mua ở đây. Em không biết là các bác mua cái máy này giá bao nhiêu. Cái lúc mình mua ấy thì nó sẽ tặng kèm cho mình một cái sách hướng dẫn và một cặp than. Đây là một cặp than này. Còn đây là một cái để bắt ngang qua đây này. Là kiểu như là cái chắn chắn bụt gỗ. đây là nó sẽ tặng kèm cho mình một cái xích cưa nha. Đấy, xích cưa màu vàng luôn. Bác nào mà chưa có vàng Đeo ấy thì có thể là dùng cái xích cưa này đeo cũng được. Nó tặng cho mình một cái lam. Đây cái lam là lam lam 40. Đó, cái lam này thì em không dùng trong cái máy này. nó không ok nên em thay cái lam này. Cái lam của nó là em đổ. Lam này em mua ngoài quê, đổ độ vào, cắt những cái đầu này ra độ vào này. Để lắp vào đây. Em dùng hai lam, lam này với lam này. Độ vào. Đây là cái phần nhớt. Đây là bơm nhớt tự động nhá. Nhiều bác cứ hỏi là quay quay cái máy cưa. Cái máy cưa có gì đâu. Đây là cái máy cưa cái lốc này. Cái lốc này bữa nay em không dùng mà có cơ điện rồi. Đây là bơm nhớt tự động. Chứ không phải bơm tay đâu. Bơm tay là có một cái phần bơm tay đây. Đấy, đây là cái tăng sên này. Tăng sên cưa này. Đấy, mình mở lỏng cái này ra ấy, nó sẽ tặng cho các bác một cái trục ở đây. Mở lỏng cái này ra là các bác tăng tăng ở đây này. Còn phần này thì em không biết. Đây là cái còi. Đây là cái còi an toàn. Bấm vào và xéo cưa thôi. Đây cái máy của nó đây. Cái thông số của nó. Đấy. À, đây cái lam này là cái lam 40 các bạn. À, chạy điện 220V, 50 Hz, 1400W, 12 mm trên giờ thôi. Đây là 450 lam này, có thể chạy được lam 40. Đây, bên trong của nó ấy. Bên trong nó có trục. Em sẽ test thử cho các bác nha. Em sẽ bấm còi này nha. Trông nó nhìn thấy nó chửi chết. Đây là cái lam của nó, lam em độ nên nó hơi kêu. Lắp lam của nó như thế này, lam gốc của nó êm ru luôn. Cưa này là cưa kiểu như là cưa bơm nhớt tự động, còn một loại bơm tay. Bơm tay thì nó rẻ hơn. Đây là cái đây em không biết tiếng Anh đâu, các bác đọc hộ em nhá. Đây là cái mã của nó này, CS40C này. Đây này. Đấy. Và đây là những cái máy nhỏ này. Kiểu như mình dùng mà nó. Đây là mũi này. Kiểu như mình dùng nó lâu ấy. Cái thời gian nó lâu quá ấy, thì nó kiểu như nó bị kẹt bi ấy. Thì các bác mở ra này, mở mấy cái ốc này ra và vệ sinh nó lại, tra mỡ vào trong những ổ bi. Những cái máy nhỏ này để đỡ kẹt bi, nó nặng máy. Cái máy nói chung là cái máy này thì em cũng mới sửa lại từ hôm qua, mới tra dầu mỡ lại hai cái trục này. Đây cái này làm kinh quá, nó bay cả con ốc ra luôn. Đó. Đây giờ nó kêu êm rồi. Trước nó bị kẹt, kiểu như em để đây mưa nó hắt vào. Bên này nó mưa mà. Nó hắt vào. Đấy giờ nó kêu êm rồi. Đó, nói chung là nó như vậy thôi. Mũi bữa nay thì em không lấy thêm mũi nữa. Nhiều mũi rồi. Mình không dùng nữa. Đây. Đây là cái bức mà em đang cắt cưa bằng cái máy cưa 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 điện á. Đây là gỗ cẩm này, đầy gỗ cẩm, hàng đầy, nhiều hàng. Cái này có một mình em làm, nên hàng nó ra hơi chậm. Đây một lô cẩm này, 1, 2, 3, 4 cục, cục kia nữa với giá 6 triệu. Đây cẩm hốc hốc hát hát tiếng không sao, vẫn làm được.
có 1, 2, 3 cục này là đặc đặc xịt luôn. 3 cục cảm này đặc xịt luôn. Đây, lõi to ấy. Đấy. Thì quay về lại cái máy cưa. Thì ví dụ như bác nào mà móc ấy hay móc nhiều ấy thì sử dụng cái lam này. Lam này cũng bị kẹt. Đây. Lam này. Em cũng không dùng mấy cái lam này mấy, lâu lâu em mới dùng thôi. Để móc mấy cái đồ chi tiết nhỏ để móc. Nói chung cắt cưa rất là ok. Máy nó không kêu nhưng cái tần suất của nó chạy mạnh hết đấy, mạnh đáng sợ luôn đấy, mạnh hơn cả những cái máy bình thường luôn đấy. Đây là cái than than to này, mốt mình tháo tháo hai bên này ra này, mình thay than vào đó. Đây là cái thằng sên này. Đây kiểu như em cũng lười, em cũng chả muốn mở ra, thì nhiều bác sử dụng máy cưa này rồi cũng sử dụng máy cưa điện hay cưa lốc, các bác cũng biết là mở cái này ra, cái chỗ này là biết là cái chỗ này tăng sên rồi. Nó không, đây mình chỉ cần đổ nhớt vào cái là tự nhớt nó chảy ra, tự động nhớt nó chảy ra đây này. Em nói bạn ra nhớt tự động nó chảy ra này. Chứ mình bật máy lên thì nhớt nó mới chảy ra nhá. Còn không bật máy lên thì nhớt nó vẫn giữ nguyên như vậy mà nó không chảy ra nền nhà, nó không bật. Còn ví dụ như cái cưa xăng này thì các bác có thể là ở đây có cái phần mà tăng tăng sên ở đây, nó kiểu như khi mà mình đang làm đang cắt cưa ấy mà nó, cái này kiểu nó lam này nó nóng quá mà nó giãn ra, nó trùng ra, các bác lại thò tay thò cái tô vít này để vặn này, kiểu như sơ suất tí là sờ vào đây lại bỏng tay, nó kiểu như nó hơi bất tiện tí. Nhưng cái cưa này nó cũng có mạnh. Cưa này ngày trước mua tầm 2 triệu mấy, bố em mua. Cái này em không mua nhá, cái này em không biết. Đấy, còn cái này thì có cái tăng tăng sên ở đây. Đấy. Khi mà các bác mở này ra ấy thì nó sẽ bắt các bác vặn này à ấy, thì nó mới tăng sên nhá. Có phần này là nhựa. Phần này là nhựa này. Nói chung là cầm cũng được, ok. Ví dụ như bác nào mà cầm nhiều quá thì có thể lót một cái kiểu như một cái lót ở đây. Nó có phần lót mà. Lắp cái lót vào. Phần lót mua riêng cao su nó vào đây là nhựa mạnh hết đấy. Em cảm thấy cầm nó cũng đầm tay, hiểu không? Ổn, cắt cưa cũng ổn, đỡ phải bơm nhất tay. Đây là có phần như này của nó. Đây kiểu như em cắt cưa, em cắt ra cái thành thành bức kia rồi thì nó kiểu như nhớt nó hơi bẩn, nhớt nó cũng phần nhớt nó cũng ra, nó cũng ok, nó làm mát xích à, trơn tru đường xích trong này. Cái motor nó ấy, mạnh cực kỳ luôn. Đây là phần trục, đây là cái xích cưa này, đây là cái bảo vệ. Đây là cái bảo vệ nha. Đây là cái đầu mà lam cưa này, nó có bánh răng này, thấy không? Thì nó rất là ok. Lắp vào là sức cứ chịu chạy thôi. Còn những cái phần bác nào mua mấy cái máy mà ngoài quê ấy, cảm thấy nó cũng rất là ok thôi, nhưng em gửi ngoài quê nó xa quá, với lại chi phí mà gửi vào ấy, cái tiền cước thì nó rất là cao phết đấy. Máy ví dụ như máy cưa nó nặng tính theo ký mà, gửi xa gửi nhanh hay gửi gần, cái đây em gửi chậm, cái đây em tự đi mua luôn. Thằng kia nó bán cho em cái cưa đéo thì cưa ken à, nó bán 2 triệu 2 mà em xuống cái quán kia, mà quán này nó chỉ cái máy này nó chỉ 1 triệu rưỡi, cân cả mọi đối thủ luôn, cũng là cân cả mọi đối thủ. Em nghĩ là em dùng nhiều, dùng mấy cái loại máy cưa ngày trước em đi làm thì dùng mấy cái loại máy cưa điện, thì em thấy cái máy cưa này, thế mà cái giá cả của nó thì cảm thấy nó hợp lý với cái túi tiền của mình.
đấy, nó hợp lý với túi tiền của mình, mà nó cũng mạnh, nhưng mà nó cũng có cả cân được mấy cái mạnh loại cưa mà đắt tiền khác. Cưa này em không dùng, em chưa dùng nên em thấy là em cắt cưa cái bức kia hoặc bức này thì em cảm thấy là nó rất là ok rồi. Nhưng về cái phần mà cái thời gian sử dụng của nó thì em không biết đến bao giờ nó mới hỏng thôi. Đấy, nói chung là hiện tại bây giờ nó đang còn mới thì em dùng nó rất là ok, rất là chất lượng. Đối với những người làm nghề như em thì em cảm thấy là nó rất là tốt, sử dụng rất là ok, và giá thành nó lại rẻ. Ví dụ như đông, ví dụ như các bác nào mà nhiều thợ, hay là nhiều thợ mà kiểu như không dùng đến mấy cái loại cưa cưa nhiều quá thì các bạn có thể mua cái cưa này về làm cắt những cái đồ mà lung tung rồi củi nhất này, nói chung là rất ok. Còn về phần em thì em làm nghề thì nó khác, làm nghề em chọn cưa nào mà nó có tốc độ xử lý với lại nó mạnh, em cảm thấy vừa tay, cảm thấy ok thì em sử dụng đó. Mà nó luôn, đây cũng mới mua cái điếu cày các bác, thề với các bác luôn, đi mua hết 100.000 tí thuốc lào này với cái điếu này, mới mua về ấn cái nõi phát là tự tung ra, nó chán thật chứ, thề các bác. À đây, đây là cái đĩa mài mũi mũi thép, mũi hợp kim em mua khác, đây lắp vào máy trà. Đây là mũi hợp kim đó. Thì hôm nay có những cái đồ mới thì em review sơ cho các bác. Ví dụ như các bác thấy video này hữu ích với các bác, muốn mua đồ thì các bác hãy cho em một like, một đăng ký để ủng hộ em, có gì đâu. Còn phần sau em giới thiệu những cái gốc hương, gốc cẩm. Ở đây em làm hương với cẩm, toàn hương với cẩm, toàn hàng cẩm, cảm giác của khách hết, em cũng chả làm. Của em làm hàng bán thì em cũng chả có tiền để mua gỗ để mà bán, nói chung là như vậy. Mà các anh quản lý thị trường rồi cẩm lâm vào hỏi hàng thì em cũng chán, em chả muốn làm. Thì đấy, cái video này thì em sẽ kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hãy ủng hộ video cho em nhé.